chào các bạn lần đầu tiên trong lịch sử mua vé xem phim của mình mà mình mất rất là nhiều thời gian và cực kỳ khó khăn thì mới mua được một cái vé đào phở và piano mình xếp hàng thì mình cứ tưởng là đang kẹt xe ở cộng hòa và trường Trinh vậy đó cứ từng chút là nhất một ly cứ từng chút là nhất một tí và sau khi sở hữu được cái tấm vé đó mình nhìn lại dòng người xung quanh mình thì mình cảm thấy rất là tự hào về bản thân lúc đó là chỉ biết là cảm ơn bản thân cảm ơn gia đình cảm ơn cha mẹ đã nuôi nấng con lên để bây giờ cũng sở hữu được một vé xem phim của đào phở và piano và sau khi xem phim xong thì mình lại phải cảm ơn đó là mình cảm ơn đất nước việt nam mình cảm ơn những người lính mình cảm ơn những người chiến sĩ và tất cả mọi người trong thời cuộc và hơn hết đó là cảm ơn sự dụng mạnh của họ cảm ơn sự hy sinh của họ mặc dù họ nằm xuống thì rất là đau thương cho chúng ta nhưng họ đã mang đến cho chúng ta một việt nam tươi đẹp như ngày hôm nay vậy thì cùng mình tìm hiểu trong clip này nào và mình là nobi let's go đầu tiên sẽ là nội dung phim Phim được lấy bối cảnh vào năm 1946 đầu năm 1947 trong trận chiến Đông Xuân kéo dài 60 ngày đêm. Lúc đấy thì khu phố cổ thì trở thành chiến trường quân ta thì thiếu thốn đủ thứ dựng thành lũy để mà cầm hơi thì trong thời kỳ bom đạn ấy có một bông hoa tình yêu bé nhỏ len lỏi giữa chàng dân quân văn dân và tiểu thư thục hương tình yêu của họ dường như là đã tiếp thêm tinh thần sức mạnh khi khi mà họ quyết định là không di tản lên chiến khu mà ở lại cố thủ ở mặt đất thủ đô giờ đã ngập trong bom đạn và chết chóc tình yêu của văn dân và thục hương đại diện cho những tình yêu thời đó súng đạn bom rơi dường như là trở thành một cái chất xúc tác khiến tình yêu của những con người bé nhỏ trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn những nỗi đau về mất mát trong tình yêu những người chồng ra đi mà chẳng trở lại những lời hứa hẹn còn đệ ngõ và đặc biệt tình đẹp nhất là tình đang gian dở thì có lẽ câu này nó sẽ đúng với trong tình yêu trong thời kháng chiến vì thứ mà đang cản trở họ là thứ mà có ý nghĩa cao hơn không đơn thuần chỉ là tình yêu đôi lứa, vài bức phở hay là vài bức tranh nghệ thuật, mà đó là tình yêu quê hương đất nước. họ sẵn sàng đánh đổi những nhu cầu cá nhân, gác lại những mong muốn giản dị nhưng mà to lớn để mà đấu tranh, cùng góp từng chút từng chút sức lực để mà xây nên thành lũy vững chắc ở đất hà thành cái hay của đạo diễn Phi Tiến Sơn á, là đã phát họa sự tàn khốc bằng những hình ảnh về chi tiết con người, về tinh thần bất khuất và chủ nghĩa lãng mạn vẫn đâu đó, nghe nhói trong những con người thủ đô, chứ không phải là phát họa sự tàn khốc bằng những trận chiến đùng đùng súng đạn và bom rơi thì nếu mà chúng ta đi sâu vào từng nhân vật á, thì ta mới hiểu hơn về nội tâm của họ như là như là cậu bé đánh giày làm giao liên khi mà ước muốn của cậu chỉ là được ăn tô phở vào mỗi buổi sáng ông họa sĩ cố trụ lại với tâm huyết là hoàn thành bức tranh của mình anh lính đơ người trước những thứ mà nghệ thuật cao siêu và còn rất là nhiều nhân vật khác và tất cả quy tụ vào trong bức tranh hà thành mùa bom đạn bên cạnh đó điểm sáng từ những cái lời thoại nè quyết định của nhân vật trong phim sẽ làm cho chúng ta dây dứt và băn khoăn và hỏi là Tại sao họ lại quyết định như vậy? Câu nói của cô gái chàng trai có ý nghĩa là gì vậy ta? Và chiều sâu tâm lý của từng nhân vật được thể hiện từ cậu bé đánh giày đến cả cô tiểu thư Hà Thành và ngay cả người bán phở thì đều có những màn thể hiện cảm xúc rất là chân thực và mình tin ít nhiều gì khán giả cũng đã cảm động trước những cái diễn biến của họ trong bộ phim. Không ai nhớ mặt đặt tên nhưng mà họ đã làm ra đất nước và độc lập tự do hạnh phúc sẽ là hai biểu tượng mình tâm đắc nhất sau khi đi ra khỏi rạp vì ngay mà lúc giới thiệu nhân vật trong phần kết thì ekip làm phim đã để là nhân vật A trong vai cô gái, nhân vật B trong vai chàng trai, nhân vật C trong vai ông họa sĩ dù mà không nói ra cụ thể tên gì nhưng mà chúng ta đều biết mỗi nhân vật đều đại diện cho những nhóm người thời bom đạn họ đã hy sinh và công hiến tất cả nguồn lực mà mình có Họ không màng nguy hiểm vì họ biết đất nước là tôi luyện cho họ một trái tim rụng mãnh với một lòng yêu nước mãnh liệt. Nhưng mà mình mong là các bạn đi xem phim là vì ý nghĩa, thông điệp mà phim muốn truyền tải. Đừng có đặt nặng vấn đề về kỹ xảo, nghệ thuật quay. Vì thứ nhất, đào phở và piano kinh phí đầu tư chỉ vòn vẹn là 20 tỷ thứ hai vốn dĩ đào phở và piano chỉ chiếu một số cụm rạp nhà nước không có marketing khi mà phim công chiếu và nhờ các trang mạng xã hội mới mang đến đào phở và piano đến với chúng ta chứ không phải tự đâu dưng dưng mà đào phở và piano tự nhiên tìm tới chúng ta và kêu là ê mày đi xem phim mày đi không nha nên cái tâm thái mà xem phim của đại đa số mọi người hầu hết là cái sự tò mò bên cạnh đó là còn là vì tình yêu đất nước nè muốn trải nghiệm những khung cảnh tàn khốc của chiến tranh để mà mình nhận xét phim đào phở và piano một cách công tâm á, thì kỹ xảo chưa được đầu tư nhiều, nghệ thuật quay cũng chưa trọn vẹn, hình ảnh thì cũng không quá bùng nổ, logic thì đôi chỗ cũng sẽ gây khó hiểu cho khán giả. Nhưng, nhưng đó là những cái thiếu hụt mà bản thân chúng ta cũng nên thông cảm cho đoàn làm phim vì ngay từ đầu bộ phim này, ngay cả ekip làm phim, rạp chiếu, nhà phê bình cũng không nghĩ là sẽ lan rộng ra như thế này. Mình thấy có rất là nhiều bạn chê thậm tệ bộ phim, nhưng mà suy cho cùng, bạn chê là tại vì bạn đến với phim là vì sự tò mò qua những thứ mà viral trên mạng xã hội và đáp lại sự tò mò ấy thì bộ phim chưa thỏa mãn được bạn mà thôi chứ nếu mà nhìn rộng ra thay đổi góc nhìn một tí thôi là bạn đi xem phim vì bạn yêu lịch sử nước nhà, muốn thấy chiến tranh hồi xưa là như thế nào, con người thời bom đạn ra sao, nó có giống với những gì trong sách, những gì mà trên tivi báo đài, công chiếu hay không, thì chắc chắn với góc nhìn ấy, lúc ra rạp thì bạn cũng sẽ hài lòng nhất định về bộ phim lịch sử này rồi. Hoàn hảo thì đào phở piano chưa làm được, nhưng mà đào phở piano ít nhất là đã nỗ lực tái hiện, gửi gắm bối cảnh qua từng chi tiết, con người, sự vật được hiện hiểu trong phim. Bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy phim mà đã khơi gợi cái niềm tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước trong lòng của giới trẻ, khiến họ quan tâm đến nguồn gốc, cội nguồn dân tộc và những giá trị văn hóa truyền thống. Tóm lại nhé, theo cá nhân mình thấy, đây cũng sẽ là một trong những bộ phim đáng để xem vào những ngày tháng đầu năm mới này. Hãy đón nhận bộ phim bằng trái tim của người Việt Nam, hãy góp ý bằng những lời nói chân thành vì mình tin, mình tin nhé. Sau đào phở và piano thì những bộ phim về lịch sử sẽ là đề tài mà nhiều đạo diễn sẽ muốn thử sức và dồn nhiều tâm huyết vào giá trị văn hóa truyền thống này. Và mình là Nobi Hàn. ya!